Xin kính chào quý bà cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với kênh Đồng Khởi Nhà Quê, đã yêu thương kênh và đã ủng hộ kênh, theo dõi kênh Đồng Khởi Nhà Quê trong suốt thời gian qua. Lời nói đầu tiên xin gửi lời chúc đến quý bà cô chú anh chị cùng các bạn lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thì thầy xin chào các em học sinh đã đến với cái tiết học hôm nay. Thì vừa rồi thì đã hướng dẫn cho các em học hát bài đọc nhạc bậc thang Đồ Rê Mi và ký hiệu bằng bàn tay của nốt nhạc. Và hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em học tiếp theo, đó là sẽ đọc to và nhỏ. Thì xin mời quý bà cô chú anh chị cùng các bạn nán lại để xem cái hết video của kênh Đồng Khởi Nhà Quê và ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn quý bà cô chú anh chị. Và bây giờ thì thầy và trò của chúng em xin bắt đầu học tiết học hôm nay. Thì để trước tiên thì các em sẽ ôn lại bài đọc Đồ Rê Mi và Bậc Thang. Thì thầy sẽ điểm đàn và các em sẽ cùng đọc theo thầy nhé. Các em đọc và kết hợp với ký hiệu của bàn tay nha các em. Đây là Đồ Rê Mi, Mi Mi Mi, Mi Rê Đồ, Đồ Đồ Đồ. Rồi các em nắm gõ chưa nè. Và cái ký hiệu bàn tay thì trước tiết học trước thầy đã hướng dẫn cho các em rồi nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ đàn lại và các em cùng thực hiện theo thầy và đọc theo thầy là và kết hợp với ký hiệu bàn tay nhé các em. Các em đọc lại lần nữa và thực hiện ký hiệu bàn tay lần nữa nhé các em. Hiện cho tốt và thuộc cái lời cái ký hiệu bàn tay nhé em. Rồi để tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách vận động theo cái nhịp của cái bài Đồ Rê Mi này nhé các em. Thì chúng ta sẽ vỗ tay theo nhịp và chúng ta sẽ để sinh động hơn thì chúng ta sẽ kết hợp với lại vỗ đùi của mình nhé các em. Hoặc là mình sẽ vỗ bên trái và vỗ bên phải. Rồi bây giờ thầy sẽ thực hiện trước cho các em cùng nắm nhé. Rồi ví dụ mình sẽ vỗ nhịp vào đùi và tay trước nhé các em. Rồi các em cùng quan sát và thực hiện theo thầy nhé. Đồ Rê Mi, Mi Mi Mi, Mi Rê Đồ, Đồ Đồ Đồ. Rồi thầy đã hướng dẫn cho các em là vừa đọc và vừa vỗ tay kết hợp với mình sẽ vỗ theo vỗ cái đùi. Rồi bây giờ mình sẽ có thể vỗ một số cái nơi khác ở trên cơ thể mình cũng được nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách vỗ vận động theo nhịp khác nữa là mình sẽ vỗ vào vai của mình nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ mời các em cùng thực hiện với thầy nhé. Rồi chẳng hạn mình sẽ vỗ như thế này nhé các em. Đồ Rê Mi, Mi Mi Mi, Mi Rê Đồ, Đồ Đồ Đồ. Rồi các em nắm gõ không nè. Rồi chúng ta sẽ thực hiện đọc và gõ những cái nơi trên cơ thể mình cho cái bài hát thêm sinh động hơn nhé các em. Thì thầy mong là các em sẽ đọc tốt và sẽ gõ theo nhịp tốt của bài đọc bậc thang Đồ Rê Mi. Và bây giờ thầy sẽ đàn lại và các em sẽ cùng thực hiện ở nhà và các em sẽ cùng vỗ nhịp vào một số cái trên cơ thể của mình, chẳng hạn như vỗ đùi và vỗ vai nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ đàn lại nha, các em thực hiện nhé các em. Hiện tốt không nè. Thì chúng ta cố gắng là sẽ vừa đọc cái bậc thang Đồ Rê Mi và chúng ta sẽ vỗ theo nhịp của bài nhé các em và vận động theo nhịp của bài. Và để tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách đọc to và đọc nhỏ. Thì đọc to như thế nào và đọc nhỏ như thế nào thì các em hầu như ai cũng đã mường tượng trong đầu của mình là đọc to và đọc nhỏ rồi.
Thí dụ thì các em nói lớn thì người ta gọi là to, và chúng ta nói nhỏ lại thì sẽ gọi là nhỏ lại nhé các em. Thí dụ nhé, thầy thí dụ như là thầy đọc cái nốt đồ, đọc to và đọc nhỏ các em nghe nhé. Thí dụ như nốt đồ thầy đọc đọc to nè, đồ, và thầy đọc nhỏ lại đồ. Đó là chúng ta cái âm thanh của chúng ta nhỏ lại. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn vừa đọc và vừa đàn đọc to và đọc nhỏ cho các em cùng nghe nhé. Đọc một nốt đồ cho các em nghe nhé. Giờ chúng ta phải phân biệt những cái nốt nào to và những cái nốt nào nhỏ nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ đàn nhé. Đồ, đồ. Rồi các em phân biệt được không nè? Rồi bây giờ thầy sẽ đọc nốt rê, đọc cái nốt nhỏ và cái nốt to nhé các em. Rồi thầy đọc cái nốt rê nhỏ trước nha. Rê, rê. Rồi các em nắm rõ không nè? Rồi bây giờ thầy sẽ đọc nốt mi nhé. Đúng rồi, đọc nốt mi to trước và đọc nốt mi nhỏ sau nhé các em. Mi, mi. Rồi đấy là hình thức đọc to và đọc nhỏ. Thì để tiếp tục thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em đọc một cái nốt đồ gồm có nốt đọc to và nốt đọc nhỏ trong nhé. Rồi các em cùng phân biệt với thầy nhé. Đồ, 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 đồ. Rồi các em phân biệt được là nốt nào nó to và nốt nào nó nhỏ và đúng không nè. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em đọc to và đọc nhỏ kết hợp với bài tập đọc nhạc bậc thang đồ rê mi mà chúng ta đã học nãy giờ và cũng đã học ở tiết trước. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách đọc to và đọc nhỏ nhé các em, ở bài tập đọc nhạc bậc thang đồ rê mi. Bài này được viết cỡ nhịp 2/4 và được viết cỡ giọng đô trưởng của bài. Đây là thầy nhắc lại nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc to và đọc nhỏ cho các em nghe nhé. Chúng ta có thể đọc to cái nốt nào cũng được và đọc nhỏ nốt nào cũng được, do chúng ta tự nghĩ nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc to và đọc nhỏ các em nghe nhé. Đồ rê mi, mi 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 rê đồ, đồ đồ đồ. Rồi các em nắm rõ không nè? Có nghĩa là đọc to và đọc nhỏ. Rồi bây giờ thầy sẽ có thể đọc lại. Đọc lại và chúng ta có thể cho cái nốt nào to và cái nốt nào nhỏ cũng được nhé các em. Và thầy khuyến khích thì ngay cái nhịp thì chúng ta nên đọc to hơn chút xíu thì nó sẽ nghe cái bài nó hay hơn nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc to và đọc nhỏ lại bài tập đọc nhạc đồ rê mi cho các em nghe nhé. Đồ rê mi, mi 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 rê đồ, đồ đồ đồ. Rồi các em nghe rõ không nè? Rồi bây giờ thầy sẽ đàn và các em cùng thực hiện đọc to và đọc nhỏ tại nhà nhé các em. Rồi bây giờ thầy sẽ đàn bài tập đọc nhạc. Rồi các em cố gắng là sẽ đọc to đọc nhỏ như thầy nhé. Rồi các em cùng thực hiện lại một lần nữa với thầy nhé. Các em dễ hiểu cái đọc to và đọc nhỏ của bài chưa các em? Rồi đọc to và đọc nhỏ là như thế. Thì mình đọc to và đọc nhỏ thì có tác dụng là sẽ diễn tả được cái tình cảm của bài. Và một số cái bài hát mình kết hợp với đọc to và hát to và hát nhỏ và đọc to đọc nhỏ thì cái bài hát của mình thêm hay hơn, thêm sẽ diễn tả được nội dung của bài hát nhiều hơn nhé các em. Và thầy mong là các em sẽ đọc tốt cái bài tập đọc nhạc Đồ Rê Mi kết hợp với vận động một số cái điệu và một số cái cách gõ để mình sẽ gõ theo nhịp sẽ tốt hơn. Và thầy cũng mong là các em sẽ đọc to và đọc nhỏ tốt cái bài tập đọc nhạc này nhé các em. Và các em hiểu được là bài tập đọc nhạc thì có những cái nơi mình cần đọc to và những cái nơi mình cần đọc nhỏ thì cái bài nhạc của mình nó sẽ thêm sinh động và sẽ thêm hay hơn nhé các em. Rồi thì hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các em những cái ôn lại bài tập đọc nhạc và sẽ đọc to và đọc nhỏ của bài tập đọc nhạc và những cái nốt nào mình đọc to và đọc nhỏ và những cái vận động theo nhịp của bài. Thì thầy mong rằng là các em sẽ thực hiện tốt và các em sẽ hát tốt và đọc tốt cái bài tập đọc nhạc này nhé các em. Dạ, xin chào quý bà cô chú anh chị. Thì về tiết học của thầy và trò của chúng em đến đây là hết. Thì
vừa rồi đã hướng dẫn một số cái bài tập đọc nhạc và một số cái hình thức vận động theo nhịp và đọc to đọc nhỏ cho các em học sinh. Thì mong là quý bà cô chú anh chị góp ý và để lại bình luận, đăng ký kênh và góp ý cho kênh được có những cái nơi nào chưa tốt thì góp ý để sửa lại. Và lời cuối cùng thì xin chúc quý bà cô chú anh chị cùng các bạn và các em học sinh hát thật là tốt, và quý bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc, và cùng mình hãy cùng nhau vượt qua cái dịch Covid này để trở lại cuộc sống bình thường nhé quý bà cô chú anh chị. Và xin chào và hẹn gặp lại những tiết sau, và hẹn các em học sinh gặp lại những cái tiết học tiếp theo nhé.